Cảm ơn các em đã quay trở lại với lớp học nhỏ của Kiến Guru và cùng với cô tìm hiểu thêm một ứng dụng của tích phân trong hình học, đó là tính thể tích của vật thể. Ở trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sử dụng công thức tích phân để tính diện tích hình phẳng. Vậy thì sử dụng công thức tích phân để tính thể tích của vật thể sẽ có gì tương đồng? Thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi này. Chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học các em nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đến với công thức tính thể tích của vật thể. Vậy liệu một vật thể bất kỳ, cô có thể tính thể tích của vật này một cách trực tiếp hay cần phải có các điều kiện nào khác? Thì ở đây cô có một vật thể và cô đặt tên là H. Cô cần tính thể tích của vật thể này. Ta sẽ cắt vật thể này bởi hai mặt phẳng P và Q. Với hai mặt phẳng này sẽ cùng vuông góc với trục x và cắt trục x tại hai điểm có hoành độ lần lượt là A và B, sao cho A nhỏ hơn B. Với một mặt phẳng bất kỳ cũng vuông góc với trục x và cắt trục x tại điểm có hoành độ là x, sao cho x của chúng ta sẽ nằm trong đoạn từ A đến B. Khi đó, mặt phẳng này sẽ cắt vật thể H của cô bởi theo một thiết diện. Và thiết diện này có diện tích là Sx. Thì giả sử Sx của chúng ta sẽ liên tục ở trên đoạn AB, thì khi đó thể tích của vật thể H giới hạn bởi hai mặt phẳng P và Q sẽ được tính bởi công thức. V sẽ bằng tích phân từ A đến B của hàm số, đây là hàm số Sx. Và chúng ta cần có chú ý đó là Sx của chúng ta phải là một hàm liên tục ở trên đoạn AB. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng công thức vừa tìm hiểu để kiểm tra lại các công thức tính thể tích của các khối mà chúng ta đã học. Tính thể tích của các khối sau. Câu A, thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao là H. Câu B, tính thể tích của khối chóp có diện tích đáy là B và chiều cao là H. Câu C, tính thể tích của khối chóp cụt có diện tích hai đáy lần lượt là B và B' với chiều cao là H. Chúng ta cùng nhau đến với câu A. Tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao là H. Ở đây cô có một khối lăng trụ. Khối lăng trụ này có hai đáy là hai hình bình hành ABCD, A', B', C'D'. Hai hình bình hành này đều có diện tích là B và chiều cao của khối lăng trụ này là H. Đầu tiên cô sẽ chọn một hệ trục tọa độ sao cho trục OX sẽ song song với đường cao của khối lăng trụ. Khi đó hai mặt phẳng ABCD, A', B', C'D' sẽ cùng vuông góc với trục OX và sẽ cắt trục OX này tại hai điểm có hoành độ lần lượt là x bằng 0 và x bằng h. Khi đó, chiều cao của khối lăng trụ này chính là bằng h. Một mặt phẳng bất kỳ vuông góc với trục OX và sẽ cắt trục OX này tại điểm có hoành độ là x, sao cho x sẽ nằm ở trong đoạn từ 0 đến h, thì mặt phẳng này sẽ cắt khối lăng trụ theo một thiết diện có diện tích là Sx. Và các em phải thấy Sx của chúng ta sẽ bằng B. Để áp dụng công thức tính thể tích, chúng ta sẽ có V sẽ bằng tích phân từ 0 đến H của hàm số là Sx, mà Sx bằng B, thay vào thực hiện tính tích phân và lấy cận từ 0 đến H. Sau đó, thay vào ta sẽ được thể tích của khối lăng trụ lúc này sẽ bằng là B nhân H. Và đây cũng chính là công thức tính thể tích của khối lăng trụ mà chúng ta đã tìm hiểu. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu B. Tính thể tích của khối chóp có diện tích đáy là B và chiều cao là H. Thì chúng ta cũng sẽ chọn một hệ trục tọa độ để giải quyết bài toán này. Thì ở đây cô có khối chóp SABCD. Cô sẽ chọn hệ trục tọa độ sao cho gốc tọa độ O trùng với đỉnh S và trục OX sẽ vuông góc với mặt phẳng ABCD. Với đáy ABCD ở đây có diện tích là B và chiều cao của khối chóp là H. Cô sẽ gọi Y là giao điểm giữa trục OX và mặt phẳng ABCD. Khi đó ta sẽ có được OY bằng H. Một mặt phẳng alpha bất kỳ vuông góc với trục x và cắt trục x này tại điểm có hoành độ là x, sao cho x nằm trong đoạn từ 0 đến h, thì mặt phẳng này sẽ cắt khối chóp của cô theo một thiết diện. Và thiết diện này cô đặt là A', B', C', D' có diện tích là Sx. Vì mặt phẳng alpha và mặt phẳng ABCD cùng vuông góc với trục OX nên hai mặt phẳng này sẽ song song với nhau. Theo định lý Thales, khi đó ta sẽ có các cạnh của thiết diện A', B', C', D' sẽ tương ứng tỷ lệ với các cạnh của tứ giác ABCD theo tỷ lệ là x phần h. Tức là diện tích Sx của chúng ta sẽ tỷ lệ với lại diện tích B theo tỷ lệ là x bình phương chia h bình phương. Tức là cô sẽ có được Sx sẽ bằng B nhân với x bình phương chia h bình phương. Áp dụng công thức tính thể tích, ta sẽ có được V sẽ bằng tích phân từ 0 đến H của hàm số ở đây là Sx, mà Sx chúng ta bằng B nhân với x bình phương chia H bình phương. Thực hiện tính tích phân và lấy cận từ 0 đến H, thay vào cô sẽ được thể tích của khối chóp lúc này sẽ bằng B nhân H tất cả chia 3. Và đây chính là công thức tính thể tích của khối chóp mà chúng ta đã tìm hiểu.
Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu C, đó là tính thể tích của khối chóp cụt có diện tích hai đáy lần lượt là B và B' với chiều cao là H. Thì các em cũng sẽ sử dụng phương pháp tương tự và ta sẽ có được công thức tính thể tích của khối chóp cụt lúc này. V sẽ bằng H chia 3 tất cả nhân với B cộng với căn bậc 2 của B nhân B' cộng với B'. Với B và B' ở đây chính là diện tích của hai đáy của khối chóp cụt, H là chiều cao của khối chóp. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với công thức tính thể tích của một khối hình mà chúng ta đã được tìm hiểu ở phần chương 2 hình học, đó là khối tròn xoay. Thì với các công thức tính thể tích đã học, chúng ta có thể tính được thể tích của các khối như là khối nón, khối trụ hay là khối cầu. Tuy nhiên thì nếu cô có một hình phẳng và cô cho hình phẳng này quay quanh một trục, khi đó cô sẽ có được một khối tròn xoay. Thì làm sao để tính được thể tích của khối tròn xoay này? Thì ở đây cô sẽ xét một hình thang cong được giới hạn bởi đường cong y bằng fx, trục hoành ox và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b sao cho a nhỏ hơn b. Thì khi đó thể tích của khối tròn xoay sẽ được tính bởi công thức v bằng pi nhân với tích phân từ a đến b của hàm số f bình phương x. Chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng công thức vừa nêu vào bài toán sau đây. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo bởi hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong y bằng 4 chữ x bình phương và y bằng 0 và xoay quanh trục OX. Thì với bài toán này các em phải thấy ở đây chúng ta chưa có hai cận x bằng a, x bằng b như là ở trong công thức. Vì vậy chúng ta cần phải xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đường cong này. Tức là ta sẽ có 4 chữ x bình phương bằng 0. Giải ra ta sẽ có được hai nghiệm, đó là x bằng 2 hoặc là x bằng trừ 2. Đến đây chúng ta đã có được hai cận x bằng a với bằng b. Có thể sử dụng công thức tính thể tích chúng ta vừa nêu để tính thể tích của khối tròn xoay này. Lúc này ta sẽ có thể tích v sẽ bằng pi nhân với tích phân từ trừ 2 đến 2 của hàm số ở đây chính là 4 trừ cho x bình phương tất cả bình phương. Sử dụng hàng đẳng thức để tách ra và thực hiện tính tích phân, lấy cận từ trừ 2 đến 2 thay vào, ta sẽ có được thể tích của khối tròn xoay lúc này sẽ là 512 pi tất cả chia cho 15 đơn vị thể tích. Trong bài học hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu thêm một ứng dụng nữa của tích phân trong hình học, đó là tính thể tích của vật thể. Và ta đã có công thức tổng quát để tính thể tích của một vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng. Và một trường hợp đặc biệt đó là tính thể tích của một khối tròn xoay được tạo bởi hình phẳng quay quanh trục OX. Thì trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng các công thức vừa nêu và giải quyết một số bài tập. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.